Ngày 1 tháng 4, Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh, đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh trao số tiền ủng hộ 300 triệu đồng. Đây là số tiền mà Đảng ủy Ban Giám đốc Công an tỉnh vừa tổ chức phát động trong toàn thể cán bộ chiến sĩ quyên góp nhằm hưởng ứng lời kêu gọi đồng hành trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Hợp, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh, chân thành cảm ơn tấm lòng nhân ái và nghĩa cử cao đẹp của các chiến sĩ lực lượng công an đã chung tay với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh, đảng bộ, chính quyền có thêm nguồn lực thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, ông cũng cho biết thêm, đến cuối ngày 1 tháng 4, Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã nhận hơn 6 tỷ đồng từ hơn 58 đơn vị và cá nhân trong tỉnh đóng góp.